Bây giờ mà cái video mà của vợ chồng nhà tí chuột á, mà bây giờ mà tung ra cái vụ án mà cái vụ án mà cái video mà vợ chồng nhà tí chuột à không à, ve ve đi ve đi coi bói, ông thầy bói 5 cây vàng à, cái đó cái giờ mà dàn như vợ chồng tí chuột mà tung ra bây giờ mới ngon á, hiểu không? Ngon nhất là cái vụ mà ve nói là phải là ông làm bằng cho tôi bằng được cái tôi lấy bằng được cái nhà với cái miếng đất à, có gì tôi cho ông 5 cây vàng à, 5 cây vàng lớn quá ha ve à, được căn nhà với được miếng đất mà coi như là hậu tạ có 5 cây vàng, mà tiền đó đâu phải tiền của mình đúng không, tiền của người ta không à, đúng không? Ví dụ tiền của mình thì ông nói đi, mà tiền đó tiền người ta không à, à rồi chờ đấy đi à, 5 cây vàng ông thấy mà miếng đất ông thấy với này nào cái nhà ông thấy mà thấy coi như thấy 5 cây vàng này à, coi chừng nha, coi chừng ông thầy bói á là phải bảo, có nghĩa là bảo mật cũng như là bảo bảo đảm về cái chế độ mà coi như là bảo đảm cho ông nha, chứ không là coi chừng á, ve là nó tẩu tán cái ông thầy bói là coi chừng á là không còn nhân chứng đó, là cái đó là cộng đồng mạng là coi như buồn lắm á, là muốn nhìn thấy cái tình trạng mà à, cái tình trạng mà có cái ngày cái giờ mà coi được cái clip mà à, ve mà cúi lạy mà van xin mà ông thầy bói là cái đó mới vui á, cái đó mà mở cái video lên mà cho triều đình mà xem cái video mới ngon á ve ve, cái video đó mới ngon á ve.